chỉ về mọi bộ phận của chiếc SUV hạng sang nhỏ gọn này đáng lẽ phải được cải tiến là như vậy. Thời gian có thể khắc nghiệt. Sau khi ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2014, mẫu crossover nhỏ gọn Lexus NX có vẻ đã được định vị tốt cho những người mua trẻ tuổi đang tìm cách lẻn vào danh mục đầu tư của nhà sản xuất ô tô. Nhưng khi nhiều năm trôi qua, sự cạnh tranh của nó đã được đẩy lên phía trước, trong khi NX bấp bênh. Lexus NX 2022 tìm cách khắc phục điều đó với một liều lượng lớn các nâng cấp của thế kỷ 21 và nó đã hoàn thành gần như mọi thứ mà nó đề ra. Tiếp cận với công nghệ cũ, hòa nhập với công nghệ mới. Thay đổi quan trọng nhất trong Lexus NX 2022 nằm ở bên trong, nơi hệ thống thông tin giải trí cũ mệt mỏi của nhà sản xuất ô tô đã được đưa vào lề đường để có được một thứ gì đó tốt hơn nhiều. Cái gọi là giao diện Lexus là kết quả của việc cánh tay ở Bắc Mỹ của công ty cuối cùng đã mặc quần vào và nói với Nhật Bản rằng công nghệ viễn thông cũ của họ đã níu chân nhà sản xuất ô tô trở lại với những người mua trẻ hơn, thích công nghệ hơn. Và đoán xem, Lexus đã đóng đinh nó. Tiêu chuẩn trên màn hình 9,8 inch và có sẵn tùy chọn ở định dạng 14 inch lớn hơn, giao diện trông và cảm giác như nó thuộc về thế kỷ này. Khả năng phản hồi đang tăng lên nhờ vào sự gia tăng lớn về sức mạnh xử lý. Thiết kế sạch sẽ và đơn giản. Không có màn hình chính nhưng có một đế cố định ở phía bên trái giúp dễ dàng hoán đổi giữa các menu khác nhau. Bản đồ điều hướng toàn màn hình có thể là phần yêu thích của tôi. Mặc dù nó có thể có độ tương phản tốt hơn một chút về màu sắc được sử dụng cho nền và đường bên. Các ngón tay của tôi làm tất cả các công việc bây giờ, không có bàn di chuột nào được nhìn thấy. Các tính năng chạy sâu trong giao diện Lexus, ngoài các trang trí thông thường như Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống tích hợp Apple Music và Amazon Music vào thiết bị đầu thông qua modem 4G LTE trên bo mạch. Tính năng nhận dạng giọng nói theo ngôn ngữ tự nhiên sẽ thức dậy bằng lệnh này thông thường và sẽ thực hiện mọi việc từ tìm quán cà phê đến bật cần gạt nước kính chắn gió. Hồ sơ người dùng được lưu trữ trên đám mây cho phép bạn nhảy giữa các phương tiện được trang bị giao diện và giữ các cài đặt khác nhau. Và trong khi bản demo không có sẵn, NX sẽ cho phép bạn sử dụng điện thoại của mình làm chìa khóa và chia sẻ chìa khóa tạm thời với nhiều người cùng một lúc. Một cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình hiển thị head-up tùy chọn bao quanh các màn hình mới. Cả hai đều có khả năng hiển thị tất cả các thông tin cần thiết mà tôi có thể muốn. Vô lăng mới cho phép thao tác menu tốt hơn và trên máy thử NX350 được trang bị tốt của tôi, hút sẽ hiển thị mỗi nút điều hướng hoạt động khi tôi đặt ngón tay cái lên nó. Công nghệ an toàn cũng được tăng cường. Mỗi Lexus NX đều đi kèm với hệ thống an toàn Plus 3.0 của nhà sản xuất ô tô, bao gồm tất cả những thứ tốt thông thường như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trạch làn đường, đèn chiếu sáng tự động, điều khiển hành trình thích ứng và nhận dạng biển báo. Nhưng cũng có một số bổ sung thông minh như khả năng phát hiện các phương tiện đang tới khi rẽ trái và áp dụng phanh để tránh va chạm, cũng như các tính năng tương tự cho rẽ phải để tránh va vào người đi bộ hoặc người đi xe đạp. Ngay cả những thứ đơn giản như cánh cửa cũng không thể tránh khỏi sự tiêm nhiễm công nghệ. Chốt cửa điện tử mới có nghĩa là một thao tác nhấn nút đơn giản sẽ mở từng cánh cửa từ bên trong hoặc bên ngoài. Các bộ phận dự phòng cơ học được ẩn đi trong trường hợp hết pin. Mặc dù điều đó có vẻ không cần thiết nhưng nó cho phép cửa hoạt động với hệ thống an toàn của ô tô để ngăn người ngồi trong xe mở cửa đâm vào người đi xe đạp đang tới. NX 250 cơ sở sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên 2,5 lít công suất 203 mã lực và mô men xoắn 184 pound-feet. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và đây là biến thể duy nhất có sẵn hệ dẫn động cầu trước AWD là tiêu chuẩn cho phần còn lại. NX 350 nâng cấp lên động cơ 4 tăng áp 2,4 lít tạo ra công suất 275 mã lực và NX 350H là loại hybrid xăng điện truyền thống, sản sinh công suất thuần 239 mã lực. Đứng đầu dòng sản phẩm, NX 450H Plus Plug-in Hybrid sử dụng pin lithium sừng 18,1 kWh cho phép phạm vi điện khoảng 36 dặm theo ước tính của Lexus. Vì Lexus tin rằng NX 350 tăng áp sẽ là mẫu xe phân khối lớn của hãng, đó là nơi tôi chọn để dành thời gian của mình và tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động ở mức mà người mua mong đợi.
i4 Turbo sẽ cung cấp tất cả động lực mà hầu hết mọi người cần, với momen xoắn dồi dào cho việc di chuyển quanh thành phố và một hộp số cung cấp không có gì khác ngoài việc chuyển số mượt mà. Nó không cảm thấy nhanh nhẹn như tôi đã hy vọng, nhưng tôi vẫn hài lòng với cách lái xe của NX350. Hệ thống treo không thể điều chỉnh của NX350 cố gắng hết sức để cung cấp sự kết hợp giữa khả năng xử lý phẳng và độ mềm ở mức độ sang trọng, và tôi nghĩ rằng nó phần lớn thành công. Nó không cảm thấy lo lắng khi rẽ hoặc giảm độ sâu, và vào một góc cua nhanh hơn một chút so với dự kiến sẽ giúp phần lớn cơ thể lăn bánh, nhưng những con đường xấu sẽ ít gây khó chịu. Nó sẽ không giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi nhanh nhẹn nào, nhưng NX đủ thú vị để cười xung quanh một cách ngẫu nhiên. Lớp vỏ nội thất đặc trưng của Lexus cũng có mặt ở đây. Mặc dù không mạnh mẽ như những chiếc xe lớn hơn của nó, một số mặt đường sẽ vẫn còn một chút tiếng ồn, nhưng nó đã tốt hơn so với trước đây. Tươi hơn từ trong ra ngoài nói về tốt hơn so với trước đây. Các nhà thiết kế nội thất của NX xứng đáng được tăng lương. Chất lượng cabin cao hơn nhiều so với thế hệ trước. Không chỉ các bề mặt khác nhau hấp dẫn hơn, chúng trông và cảm thấy đắt tiền hơn. Đặc biệt là ở những khu vực mà bàn tay của tôi thường kết thúc. Mọi thứ đều hướng về người lái, nhưng không quá khiến hành khách phải loay hoay với các thông tin giải trí. Tất cả đều được bố trí rất hợp lý, tầm nhìn tốt ở mọi hướng và một mái che toàn cảnh tùy chọn làm cho cabin cảm thấy thoáng đãng, mặc dù có không gian rộng rãi ở cả hai hàng ghế để bắt đầu. Kích thước bên ngoài tăng lên đồng nghĩa với không gian bên trong rộng hơn, bao gồm cả khu vực chứa hàng. Trên NX350 tăng khoảng 14% lên 22,7 feet khối phía sau hàng thứ hai. Điều này khá rộng rãi đối với một chủ sở hữu trẻ tuổi nhưng vẫn thua kém một chút so với các đối thủ cạnh tranh như Acura ADX và BMW X3. Để so sánh, sự tái tạo bên ngoài của NX2022 kém triệt để hơn nhiều. Hình dáng chung vẫn được giữ nguyên, với một số đường nét thú vị chạy dọc theo chiều dài của tấm kim loại. Nhưng mặt trước đã được làm sạch để loại bỏ hình dạng mò có lợi cho một cái gì đó phẳng hơn và hung dữ hơn. Lưới tản nhiệt khổng lồ của Lexus vẫn còn ở đây, nhưng nó trông gọn gàng hơn nhiều cùng với đèn pha mới. Phần đuôi xe vay mượn cấu trúc đèn hậu mới tương tự như chiếc sedan IS đã được tân trang lại và có một huy hiệu mới thay thế chữ L bao quanh để có kiểu chữ hiện đại hơn. NX đã đủ biểu cảm, vì vậy những thay đổi này đóng nó gần giống với áo vest. Xuống đồng thau phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ chỉ trở nên cạnh tranh hơn kể từ khi Lexus NX200T thế hệ đầu tiên xuất hiện. Và đó là một cuộc chiến khó khăn đối với Lexus trong vài năm qua, đặc biệt là khi công nghệ cabin của nó ngày càng trở nên cũ kỹ hơn. Cần phải có một điều gì đó lớn xảy ra trong chiếc SUV nhỏ bé này và NX2022 nên được định vị tốt hơn nhiều đối với giới trẻ hiện nay nhờ một số nâng cấp xứng đáng. Chia sẻ hữu ích nhé!